Tới mùa cherry là rất là vui nha mọi người. Ai cũng muốn mua cái giá hời nhất, nhưng mỗi người sẽ có một cái giá. Nhiều khi người ta nhập cái hàng nào thì mình không biết, nhưng mà mình bán cái gì thì mình phải biết. Đây nha, lô bữa nay nha. Hàng này mấy bạn hỏi xuất xứ gì, không có USA nha. Cái này để xuất xứ là New Zealand. Không biết đọc đúng hay không, dùng thứ hồi đó học mới có 12 nghỉ với phần học dở tiếng Anh nữa, đâu có rành. Đọc tiếng Anh không có quen. Nên thôi kệ, mấy bạn biết cái trái này là trái cherry được rồi. Mình nói trái cherry là người ta biết trái này là hên rồi. Còn có đọc đúng âm hay không thì không cần thiết. Quan trọng mình nhìn cái trái thôi. Đây là lô ngày hôm nay. Còn người ta bán giá nào thì kệ người ta. Của em bán lẻ thì 500k một ký. Mấy bạn mua 100g thì 50k. Mấy bạn mua 200g thì 100k. Ha. Mua cho con nhỏ ăn, mua cho người lớn ăn cho biết thì được. Còn mấy người trẻ nhịn hết đi. Ăn nhiều quá nó tốn kém. Ha, đây mọi người, ăn nhiều quá nó tốn kém, chỉ dành cho những người lớn tuổi với trẻ em thôi nha. Còn mấy bạn trẻ trẻ nhịn hết đi, để cho em ăn.